Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Ngày hôm nay thì Dedo đã chính thức cho các anh em ở Đông Nam Á là được đăng ký thi đấu. Không biết là các anh em xem kênh, các anh em đã đăng ký thi đấu giải được chưa? Các anh em có đăng ký giải không? Anh em nào mà đăng ký kịp thời thành công thì anh em có thể confirm lại cho tôi nhá, để xem là có bao nhiêu anh em ở trên kênh là fan ở Game Today đăng ký tham gia giải AutoChat Mobile nha anh em nhá. Anh em cứ comment ở phía dưới để cho tôi biết, tôi sẽ chúc mừng anh em. Đấy, cứ anh em nào mà đăng ký thành công là tôi đã chúc mừng rồi. Đấy, cứ comment là tôi có lời chúc mừng của tôi nhá. Đấy là cái thứ nhất, là chúc mừng là đăng ký thành công đã. Là qua là cái cửa đầu tiên, khó phết đấy. Tôi thấy có rất nhiều người muốn chơi nhưng mà không được đăng ký. Đăng ký nó bị chậm giờ là hết slot anh em ạ. Thực ra là anh em biết rồi đấy, hôm qua tôi có thông báo với anh em là khoảng 10 giờ anh em lên trên fanpage. Anh em canh đấy, anh em canh ở trên đấy, anh em coi như là anh em đóng cọc ở đấy luôn, lót dép ở đấy luôn. Khi nào mà nó có post là anh em vào anh em đăng ký luôn thì là kịp. Đấy, chứ còn sáng nay là nếu mà anh em nào mà đăng ký tầm khoảng 12 giờ là tôi thấy là vẫn còn kịp. Tức là khoảng là đến 12:30 là bắt đầu là hết slot rồi, tầm đấy chắc là hết slot rồi. Đấy, tôi nhớ là cái khoảng 12:30 tôi có hỏi một anh em đăng ký được thì anh em đấy số báo danh là 128. Thì chắc là đấy, thì tôi dự đoán là tầm khoảng đến 1 giờ chắc là số báo danh 250 là hết thôi nha anh em nhá. Nếu không biết là bao nhiêu anh em là xem kênh và đăng ký được thi đấu thì anh em có thể confirm. Đấy, cái chúc đầu tiên thì tôi cũng vừa mới chia sẻ anh em là tôi chúc mừng anh em vì đã đăng ký là thành công. Còn cái chúc thứ hai tôi sẽ chúc lần lượt từng người một. Nếu mà anh em đăng ký thi đấu giải ấy, thì tôi sẽ chúc các anh em là anh em sẽ thi đấu được cái phong độ tốt nhất, cũng như là may mắn để có thể giành chiến thắng giải. Đấy, gặt hái được cái giải mang về anh em nhá. Rồi, ok. Còn có các anh em, có khá nhiều anh em là cũng có một cái câu hỏi đặt ra thì tôi cũng xin trả lời luôn là tôi có tham gia cái giải này không, thì tôi không nha anh em nhá, tôi cũng nói luôn. Chứ anh em đừng có nghĩ là tôi tham gia cái giải này mà tôi không lấy cái ạc chính, cái ạc nó tuấn cơm tôi tham gia mà tôi lập cái ạc xong rồi tôi để một cái tên khác thì không nha anh em nhá, chắc chắn là không tham gia đâu. Bởi vì tôi sẽ là cái người mà cắt cái giải này mà anh em ạ. Đấy, mà tôi mà xác định là tôi cắt giải thì tôi sẽ không tham gia giải. Đấy, còn nếu mà tôi xác định là tôi tham gia giải chắc chắn là tôi sẽ không có cắt nhá. Sẽ không có cắt đâu. Nếu mà tham gia giải thì tôi chỉ có tập trung thôi, chứ ai mà vừa coi như là đấu giải lại vừa live stream được. Ui rồi như thế mấy thằng nó sang nó lại soi bài tôi thì bỏ mẹ. Đá stream anh em ạ. Nha anh em nhá. Đấy, tôi trả lời luôn cái câu hỏi của các anh em, để anh em đỡ phải thắc mắc là tôi có tham gia không, thì tôi trả lời là không. Đấy, với thực ra thì anh em biết rồi đấy, tôi có ký hợp đồng livestream giải mà với cả bọn Dedo. Đấy, thì cũng có lương, mà cái lương đấy thì tôi thật với anh em là nó còn hơn cả cái tiền giải. lương mà trả để caster ấy, để làm caster cho cái hôm đấy thì nó còn hơn cả cái tiền mà anh em được vô địch ấy, chứ. Thế nên anh em nghĩ xem, thế tôi còn tham gia cái giải làm cái gì? Tham gia giải làm gì đâu, chả để làm cái gì. Đây mình tự làm tự ăn, vào giải nó cứ phải là coi như là bon chen, đúng không anh em? Quá đúng. Rồi, hôm nay thì trong clip này thì anh em thấy là tôi mua những cái gì rồi đấy. Những cái con Feather. Vậy là cái trận đấu này tôi đã chơi Feather chính xác. Và đây nó là cái yêu cầu của anh em Trần Mạnh. Đấy, hôm nay tôi sẽ thực hiện cái yêu cầu của anh em Trần Mạnh. Anh em Trần Mạnh có mong muốn là tôi làm cái bộ 6 Feather kết hợp với 6 Hunter. Ok, và trận này chúng ta sẽ chơi 6 Feather kết hợp với 6 Hunter anh em nhé. Rồi, đầu game thì nói chung là cứ có Hunter và Feather thì tôi mua thôi. Tất nhiên là để mà có được một cái khởi đầu tốt đẹp thì chắc chắn là nó sẽ phải là Hunter đầu game anh em nhé. Đấy, có thấy cái con gì mà mạnh mạnh là cho vào. Hiện tại kết hợp con mèo kết hợp với cả hai con 1 sao Live Blade Line là cũng có thể là thêm được một con, tức là chúng ta đang chơi ở level 6, tương đương với level 6 và có cái bộ 3 Feather ở trong này. Nói chung là tôi cũng thấy là cái bộ này nó cũng không mạnh lắm đầu game. Đấy, có Hunter vào một phát là tôi thay vào luôn. Đó, nhưng mà chưa ra Hunter thì tạm thời là như này đã anh em ạ. Nói thế thôi chứ ba con Live Blade Line thì lượng đam nó cũng là khá nha anh em nhá. Đấy anh em thấy không? Rồi. 2.500 đam cho cái round thứ 6. Tuyệt vời. Đây rồi. Hay quá. Được đấy. Thôi Hunter vào thôi anh em. À đấy mà bây giờ lại có thêm cặp súng nhá anh em nhá. Lại cho con mèo à cũng ok chứ đúng không? À bây giờ chúng ta có lại còn Hunter lại còn kẹp với cả hai con súng Civet vào nữa. Thế là cuối cùng là chúng ta có thêm một con Hunter nữa. Tổng cộng là có 6 con ở trên bàn cờ và có Hunter. Mạnh luôn anh em ơi, uy tín. Rồi. Chúng ta sẽ xây dựng dần dần nhá anh em nhá. Ở level 7 nó có hai kiểu, một là 6 Hunter, 6 Hunter 3 ép, 3 Feather, hai là 6 Feather. Đấy. 6 Feather 3 Hunter. Tùy. Được không? Ăn được không? Được. Chuyện này chắc chắn là sẽ có người chơi sát thủ rồi. Sát thủ cái meta mới này cũng kinh đấy. Tôi thấy là có khá là nhiều người chơi. Và nó phải nói là nó rất ổn để counter vào cái bộ Glacier kết hợp Clyde. Nhất là khi mà cho cái con gấu vào xong rồi câu ra được cái con gấu Assassin. Đấy, nếu mà câu ra được gấu Assassin thì thoải mái luôn. Solo với cả bọn Clyde. Clyde chuyện này cũng căng đấy. Chuyện này Clyde là có con cá lông. Có cá lông mà sẽ có nhiều người chọn chơi Clyde. Tướng 5 đô ở trong bộ bộ Line. Nhưng mà chuyện này rất có thể là sẽ có người ta chơi gót đỏ cũng được. Cá lông à? Cá lông người chơi gót đỏ vô địch à? Chuyện này có Bad Omen, có Khan. Thiếu con rớt rồi. Hay quá, có chuỗi rồi. Được. Đây rồi. Và vô set này. Con cây. Rồi. Cho thêm con cây vào đó. Cũng chả nhét được con gì vào anh em ạ. Bây giờ thì vẫn phải tận dụng cái bộ Civet để được 7 con. Đấy, còn bộ Feather bây giờ kẹp vào thì nó hơi yếu. Nó bây giờ cho hai Feather vào thì mất đấy. À 3 Feather vào thì mất Hunter thì không ok lắm đâu. Còn Live Blade Line lên 2 sao thì sẽ chơi được nha anh em nhá. Với cái món đồ 2 tier thì có thể là cho Live Blade Line đầu game gánh kèo cũng được, không cần phải 6 Hunter. Nếu mà Live Blade Line mà lên được 2 sao sớm thì có thể là tôi sẽ xây dựng cái bộ 6 Feather ở đầu game là ok. Đấy, nhưng mà Live Blade Line phải lên được 2 sao cơ. Bây giờ thì con Live Blade Line này nó cũng đã có 2 con rồi, chỉ cần một con nữa thôi. Hy vọng là nó sẽ ra lốt cái con đấy còn lại cho tôi. Hay quá, mày thế giết con gấu đá anh em ạ. Thôi được rồi, ok rồi đấy. Sau khi update thì con sâu nó cực kỳ mạnh. Đấy, rất có thể là cái bộ siêu đẻ nó sẽ lại một lần nữa nó thống trị. Và tôi thì cũng rất là thích chơi cái bộ siêu đẻ. Tôi cũng không hiểu tại sao mà bây giờ tôi vào game mà nếu mà gặp anh em mà xem kênh ấy là anh em nhìn tôi là nhìn ra cái bộ siêu đẻ. Trong khi là tôi cũng đâu có muốn là chơi cái bộ siêu đẻ lắm đâu. Đây là tôi chơi bộ siêu đẻ là bởi vì làm sao anh em biết không? Là bởi vì là anh em thích ý. Chính anh em nhá. Chính anh em xem kênh rất thích xem cái bộ siêu đẻ. Đấy, rất nhiều anh em thích xem cái bộ đấy thì tôi mới chơi. Chứ còn tôi cũng không muốn là tạo nghiệp, tôi cũng không muốn là gây thù chuốc oán với cả mọi người trong game đâu. Chơi cái bộ đấy là hay bị chửi lắm. Mà tôi thì anh em biết rồi đấy. Tôi cũng không muốn gây với ai cả. Mình cứ việc mình chơi thôi. Chứ còn vào game thì cứ thấy gặp game nào cũng thấy có người chửi thì buồn lắm anh em nhá. Stress lắm. Thế là cái bộ đấy là cái bộ mà tôi phải nói với anh em là không phải là tôi thích chơi mà là tôi hạn chế chơi. Thật là như thế luôn. Và đấy bây giờ nó lại update cái kiểu này thì chắc là tôi lại phải chơi rồi. Rồi. Nhưng mà tất nhiên là nó không phải video clip này. Video clip này tôi đã nói với anh em rồi nhá. Feather kết hợp với Hunter. Một cái bộ mà ao meta vãi đái luôn nhưng mà vẫn phải chơi. Đấy, theo yêu cầu. Làm việc theo yêu cầu thôi anh em. Đấy. Mà nhất là anh em Trần Mạnh thì lại có huy hiệu. Có tới 2 cái huy hiệu thì đương nhiên không thể từ chối được rồi. Đấy. Xe ưu tiên tôi nói từ rất lâu rồi. Từ những cái lúc mà bắt đầu có các anh em mà đăng ký hội viên, tôi nói luôn là các anh em đăng ký hội viên ấy thì các anh em sẽ được ưu tiên. Đấy, được ưu tiên về cái việc là làm những cái line up theo yêu cầu. Đấy chắc chắn đấy, ở trong cái đăng ký hội viên là nó có ghi rõ rồi là sẽ được làm những cái line up mà anh em yêu cầu. Đấy. Thì tôi chắc chắn là tôi sẽ phải ưu tiên cho anh em Trần Mạnh. Đấy, xong sau sẽ đến sở thích cá nhân của tôi cũng như là một vài các yêu cầu của anh em khác nha anh em nhá. Tất nhiên là tôi vẫn đang lựa một vài anh em mà cũng đang đăng ký hội viên. Ví dụ như anh em Assassin, thì anh em Assassin là một cái đội hình rất hay nên là tôi sẽ để dành. Anh em Quang Trần nhá, là hai anh em có những cái đội hình rất hay. Nên là tôi sẽ để dành vào cái dịp ngày mai, là cái dịp cuối tuần đấy. Nên là ngày mai sẽ có một cái clip nó rất hay nha anh em nhá, bùng nổ luôn. Rồi. Đấy, còn anh em nào mà chưa được thì anh em lại phải chờ đợi. Nhá. Anh em cứ chờ đợi đi, rồi sẽ đến ngày, sẽ đến anh em. Chỉ không biết là ngày nào thôi anh em. Đấy, rồi sẽ đến thôi nhá anh em nhá. Bởi vì một ngày chỉ ra được một clip thôi mà. Rồi sẽ đến được anh em cứ yên tâm nhá, không bỏ sót ai đâu. Nhưng mà vấn đề là nó là thời gian. Rồi, xem nào. Ui, Vũ tử tế vai đái. Ui, còn cái thằng Vũ tử tế này to vai đái luôn. Thôi anh em ơi, round sau phải roll hết tiền luôn. Xài hết tiền anh em nhá, giữ chuỗi anh em ạ. Đưa Live Blade Line, chí là đưa Live Blade Line lên 2 sao. Rồi, rồi nói Live Blade Line. Ui, Siren này. Một con nữa. Một con nữa. Ui rồi. Đây rồi, 6 Hunter đã. Nhưng mà 6 Hunter tôi nghĩ vẫn chưa đủ ăn được thằng đấy. 6 Hunter bây giờ có lên tiếp tục không nhỉ? Luôn tiếp mấy cái không nhỉ? Căn bản đội hình này vẫn chưa đủ mạnh để ăn được cái thằng Vũ tử tế đâu. Chắc phải roll cái lửa anh em ạ. Rồi, ok. Tiếp không? Roll tiếp không nhỉ? Như này tôi nghĩ là có vẻ khá ổn. Hay là đưa lốt con súng này lên 2 bây giờ con rồng lên 2 luôn nhỉ? Thôi để đao sau. Đao sau đi. Assassin này. Ui, thằng này cũng toàn 2 sao. Mà tôi 6 Hunter tôi có sợ này không? Không, tôi chả sợ thằng này. Trông mạnh phết đấy chứ. Thế thì có vẻ như là sẽ giữ được chuỗi đấy. Nhưng mà cái thằng Vũ tử tế ấy, cái thằng Vũ tử tế nó có bộ line nó counter lắm. Nó counter ở bộ Hunter này lắm. Ở đây là tôi có thêm 2 cặp nữa nhá. Thực ra là 3 cặp đấy. Ở đây đang có 3 cặp Hunter và 1 cặp ở trên, 1 cặp Live Blade Line là 4 cặp luôn đấy. Hay là roll mấy cái nữa nhỉ? Hết tiền không? Hết tiền đâu này không? Thôi được rồi, tôi sẽ ghép vào cấm đánh đã. Có cấm đánh chắc ăn được. Đừng gặp nó đâu này nhá, gặp round 16 đi. Cho xin. Đừng gặp round này nhá. Rồi ok. Ui nhưng mà thằng này cũng mạnh thế này. Mấy bit 4 bit chưa đủ, chưa có cáo, hay quá, thế vẫn ăn được. Ui mà thằng này nó cũng xả hết tiền nó ăn tôi này. Ui vớ vẩn thua không? Đừng chết rồi, con vẫn sống kìa. Con này trâu quá. Mày trâu thì mày cũng 3 Hunter cũng chết thôi. Hay quá, mày thế. Mẹ nó xả hết tiền nó ăn tôi này. Căng không? Căng thật sự luôn đấy. Bọn nó xả hết tiền bọn nó ăn chuỗi anh em ạ. Sợ thật. Anh em nhìn kìa. Ui, anh em nhìn bọn nó xả hết tiền luôn kìa. Mấy thằng nó xả hết tiền luôn đấy. Tôi nhìn sơ sơ ở đây là có tới 4 thằng xả hết tiền rồi kìa. Căng không? Căng không? Nhìn kìa. Mấy cái thằng ở phía dưới Eco cũng xả hết tiền rồi. Vậy lái thật. Kiểu có 2 cái chuỗi ấy, anh em. 2 cái chuỗi ấy, bọn này nó căng lắm, bọn nó cũng xả hết tiền để bọn nó ăn chuỗi luôn. Sợ thật. Cái thằng Vũ tử tế ấy, nó cũng hình như là nó cũng xả, nó roll cũng khá gắt đấy. Nốt round này là up 8 hay là roll tiếp nhỉ anh em nhỉ? Thực ra thì up 8 thì nó up 8 thì nó cũng chả mạnh hơn. Nó cũng chả mạnh hơn, kẹp thêm một con Hunter vào vẫn yếu anh em ạ. Tôi nghĩ phải roll 2 sao đấy. Đó sau roll tiếp. Bọn nó khô máu thì mình cũng phải khô máu chứ, để giữ cái chuỗi này chứ, đúng không? Đây này, thỏ 3 này anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi cái quyết định là roll tiếp là quyết định chính xác đấy. Rồi, ok. Siren 2 sao này. Tiếp không? Tiếp đi. Luôn đi. Một con nữa, một con nữa. Úi dồi, chưa được. Vẫn chưa được anh em ơi. Chưa được. Thế này vẫn trông vẫn yếu lắm. Chưa ổn. Phải cung đen lên 2 sao cơ. Tôi nghĩ là như này có thêm một cái nữa không nhỉ? Bây giờ roll thêm một cái nữa cho con cung đen lên 2 sao hoặc con súng lên 2 sao thì mới có đam này. Bây giờ đồ vẫn đang dồn cho con thỏ. Hay là roll một phát thỏ 3 sao không nhỉ? Mình xả tiền gấp quá, thằng kia nó cũng lên 8 xả hết tiền luôn kìa. Ui gặp nó luôn, nuôi đen như này, Berserker 2 rồi. Thế thì khó rồi anh em ơi. Số nhanh lắm. Đấy. Mất mẹ chuỗi bọn này anh em ạ. Cay nhờ. Mà cái thằng này nó còn xanh ấy chứ. Thế là nó cắt chuỗi tôi rồi. Ui, thế thì tôi toang rồi anh em ơi. Tôi hết tiền. Chơi Hunter vẫn level 7 hết tiền rồi. Thôi chết tôi rồi. Chất này toang rồi. Mẹ nó chứ. Hết tiền ở level 24 tiền anh em ạ. Đang ở level 7. Đang ở level 7 và mất chuỗi. Mà tôi lại đang chơi cái bộ mà yếu sinh lý late game. Tức là cái bộ này nó chỉ đè ở cái giai đoạn đầu game, giữa game thôi. Mà giai đoạn đầu giữa game không đè được. Thế late game kiểu dạng như này thì chắc nó toang mất. Nhìn trong đội hình bắt đầu là đuối rồi. Cái vấn đề ở đây là nó thọt tiền anh em ạ. Tiền bị thọt. Đấy mà trận này có rất nhiều người thằng chơi live nhá. Chơi live mà chơi Hunter là nó rất sợ bọn live này. Tất nhiên là cái thằng này thì tôi nghĩ là tôi vẫn ăn được thôi. Đấy bởi vì là thằng này thì nó yếu hơn thằng kia. Nó không có Glacier. Này nó không có Glacier anh em ạ. Cái thằng kia nó có Glacier, 4 Glacier, 6 Glacier ở level 8 nên nó mạnh anh em ạ. Đấy nó chốt 4 Glacier, 6 Glacier nó rất mạnh. Cái bộ đấy là cái bộ là đúng là nó gọi là form đội hình là chuẩn rồi. Đấy. Như tôi thì vẫn chưa phải là chuẩn. Bài này ấy, là ở level 7 là phải kẹp cái con cây 2 sao vào. Con Watchwork set ấy. Cây 2 sao vào để có thêm cái bộ 3 Feather ấy. Thì mới ăn được anh em ạ. Đấy. Mà cũng chả ăn được. Đấy nó chỉ là có cơ hội để gọi là 50-50 thôi. Đánh cho nó cân bằng thôi. Là cái đội hình form ở giữa game. Chứ còn nếu mà để so sánh với cái con Berserker 2 như vừa nãy thì chắc là cũng thôi. Cũng chịu rồi, chịu chết. Không ăn được. Berserker 2 nó là con co là 2 sao. Co gây đam nó 2 sao thì nó khác lắm anh em ạ. Tôi còn phải con cung đen 2. Nhưng mà cung đen 2 là cái con 2 tiền. Đấy so với con 3 tiền thì nó vẫn có một cái gì đấy nó vẫn đuối hơn. Đấy, cung đen lên 3 sao thì cái câu chuyện nó khác cơ. Nhưng mà cung đen 2 thì không được. Đấy bây giờ mới lên 2 sao này. Trong khi vừa lấy tôi roll rất nhiều tiền nhá. 2 lần xả tiền. 2 lần xả hết tiền. Nhưng mà nó lại không được như ý. Chứ còn nếu mà lên được con Live Blade Line kìa. Con đấy mới gọi là khốn nạn. Live Blade Line không lên được 2 sao. Khốn nạn thật. Roll bao nhiêu luôn. Đến cái tầm này thì bây giờ round 20 rồi. Thì Live Blade Line lên 2 sao thì nó vẫn đuối rồi anh em ạ. Tầm này chơi bằng 6 Hunter thôi. Chứ còn cái lúc vừa nãy ấy, mà Live Blade Line lên được 2 sao thì có 2 tia đây là chơi được nhá anh em nhá. Khẳng định là chơi được. Nhưng mà roll không ra. Thế chứ này. Cay thật. Thôi rồi không sao. Tôi giờ tôi tích tiền thôi anh em ạ. Thôi bây giờ tôi lại chơi theo cái lối là phải để tiền lên đã rồi mới tiếp tục. Nói chung là tiền bây giờ sẽ không xài nhá. Không xài một đồng nào đâu. Có bài thì tự ra thôi. Chứ cái tầm này thì bây giờ là không có làm gì cả. Sau round 21 thì có thể là chúng ta sẽ làm một cái điều gì đấy để cắt cái chuỗi của thằng Vũ Tử Tế kia. Nhưng mà tôi nghĩ là rất khó đấy. Với cái đội hình, đây là cái đội hình mà nói chung là khó. Đây không phải là một cái đội hình mà ăn được. Cái đội hình của nó, đội hình của nó là cái đội hình mà khi mà nó lên level 9 ấy thì nó sẽ kẹp được 6 Glide và 6 con Glacier. Thì lúc đấy thì đúng là tôi bó tay luôn. Và tôi chắc chắn với anh em luôn là round sau là nó lên 9 rồi. Đấy nhưng anh em nhìn số tiền của tôi đi. Tôi chơi như nào thì round sau thì tôi cũng chỉ ở 7 thôi. Chứ tôi còn chưa lên được 8 đâu. Anh em biết là tiền tôi bị thọt quá rồi. Ở đầu game tôi đã xả quá nhiều tiền. Bây giờ thọt rồi. Đấy, nên tầm này thì thôi tôi lại đánh từ từ thôi, đánh từ tốn thôi, sống chậm lại, yêu thương khác đi. Đùa. Đây rồi, có đồ búa xét, hay quá, được rồi. Tí nữa sẽ là cái mà là hút máu anh em nhá, nhưng mà thôi từ từ. Rồi, bây giờ tôi vẫn để nguyên cái đội hình này thôi, không làm gì cả anh em ạ. Mà tôi nghĩ là cái đội hình 6 Hunter kẹp với cả 3 Feather này thì nó cũng là cái đội hình giữ máu được anh em nhá. Bởi vì đây nó là một cái đội hình form chuẩn rồi, chuẩn bài form rồi. Đấy, bài nó form đúng bộ thì nó sẽ không mất nhiều máu đâu. Cứ form bài đúng bộ full 2 sao thì là ok. Đấy, còn bây giờ cứ 50 tiền xong rồi up dần lên thôi anh em ơi. Trong lúc đấy thì máu mất mỗi ra một chút. Để khi nào mà tôi lên được 9 ý thì cái câu chuyện nó sẽ là ok. Ở level 9. Rồi, trận này còn có cả sát thủ nhá, mà có 2 thằng sát thủ cơ anh em ạ. Tôi chơi Hunter là tôi cũng thấy là cảm giác như là hơi sai ở trong cái trận đấu này. Tuy nhiên là bây giờ tôi vẫn ăn được. Hay quá. Được đấy. Giữ máu tốt đấy chứ, vẫn 94 máu này. Ui giời, thỏ lên được 3 này, được đấy. Tinh thạch sinh lực. Thực ra thỏ lên được 3 tôi cũng không dồn đồ trong thỏ đâu. Thỏ lên được 3 cho đồ đam vào cũng không to bằng đam của con cung đen anh em ạ. Cung đen 2 sao vẫn to hơn. Rồi. Đấy, anh em thấy không? Đấy, con cung đen 2 sao nó là 190. Con này nó chỉ có 180 thôi, nhưng mà anh em nên nhớ là vào trong game ấy. Vào trong game này cái con cung đen này nó được cộng thêm phần trăm tốc đánh, phần trăm đam, dựa vào cái đam gốc của nó nên là nó dồn đồ cho nó hiệu quả hơn. Ok. Rồi lại gặp cái thằng này nó cũng xả tiền gấp thật. Rồi có đủ bộ bit rồi đấy, chắc là tôi thua, đương nhiên rồi. Nó đủ bộ bit thì tôi chịu thôi. Làm sao mà ăn được? Ăn được không? Vớ vẩn vẫn ăn được này. Con sâu bây giờ khốn nạn thật đấy. Mẹ level 2 sao đẻ ra 2 con sâu ạ, 2 con sâu con. Sợ thật sự. Ăn được. Cái con sâu con này ngại nhất là cái gì anh em biết không? Ngại nhất là chính là cái việc là nó có kháng phép ấy. Đấy rồi. Rồi không sao, áp dần lên 8 thôi anh em ơi. Rồi. Cũng chả nhét được gì vào đâu, nhét từ con này thôi. Đấy. Và cái tầm này nó tôi nói rồi, nó là cái bộ mà nó đủ bộ ấy, tức là thực ra không cần cái con Tabu Witcher ở đâu mà ở level 7 là nó đã đủ bộ rồi. Anh em hiểu không? Lên level 8 này thực ra chả kẹp được cái gì cả. Chả kẹp thêm được cái gì cả. Bây giờ chỉ thêm, nếu mà thêm thì thêm một cái con 2 sao vào thôi. Đấy, chứ tôi không có ý định chuyển sang 6 Feather đâu. 6 Feather đuối lắm. Để 6 Hunter khỏe hơn. Đấy, gặp thằng vũ tử tế này. Bây giờ thì khác rồi nhá bạn nhá. Bây giờ có con cây, có bộ Feather anh em ạ. Cây Feather nó chống chịu của tôi đến cái khoảng thời gian mà con Siren nó hóa đá. Đấy, đúng không? Đấy, Siren hóa đá rồi này. Thế thì ăn được rồi. Ồ. Đấy, cái quan trọng nhất nó chính là con Siren nó hóa đá được đấy anh em. Ok chưa? Mình xin lại nhé. Coi như gửi tiết kiệm. Mình chuyên. Coi như vừa lấy gửi tiết kiệm anh em ơi. Thôi bây giờ lên 9 thôi. Lên 9 anh em ạ. 9 một phát 82 tiền luôn. Ảo thật sự. Rồi thôi bây giờ up cấp lên 9 không roll. Bài này là nếu mà roll thì roll ở 9. Thế là cái tiến độ của tôi ấy là lên 9 là tôi vẫn có thể là lên được 9 ở round 26 à. Ok thế thì cũng bị chậm. Bình thường là cái bộ này lên 9 ở round 21 thôi. Nhưng mà bây giờ tôi bị chậm ấy, tôi bị thọt tiền nên bây giờ tôi phải giữ tiền. Không sao, chậm nhưng mà chắc anh em ạ. Đang có chuỗi cộng 6. Ok, rất ổn. Đó. Ui rồi 9 Hunter này, quay đài. Đấy, nhưng mà 9 Hunter chưa chắc ăn được tôi đâu nhá. Ui rồi đúng thật luôn anh em ạ. À. Đi luôn à? 6 máu đi luôn này. Ui rồi ôi. Đấy, sắp chết phải dí lên 9, kiếm 9 Hunter gấp anh em ạ. À. Luôn 9 Hunter gấp ra tới Sulami vẫn thua. Anh em thấy không? Cái chính ở đây nó chính là cái sức mạnh của đội hình ấy. Anh em ạ, à, cái sức mạnh của đội hình nó full 2 sao. Đấy, như thế nào là mạnh là nó phải full 2 sao cái đã rồi tính sau. Chứ còn bây giờ toàn 1 sao rồi người up lên 9 kiếm 9 Hunter thì chưa chắc đã mạnh. Đấy, hiệu ứng chỉ có hiệu ứng đẩy thôi, cộng thêm một chút đam nhưng mà vấn đề là những cái con nó quá mỏng. Như con bài nó quá mỏng để có thể là sống sót được sau những cái cú bắn của Hunter. Đấy anh em thấy không? Kể cả 9 Hunter nhá. 9 Hunter level 9 rồi đấy. Mà cuối cùng là vẫn coi như là bay màu top 7 luôn. Sợ là sợ. Càng không? Càng phết nhỉ. Rồi. Rồi nói chung là roll ở level 9 thôi anh em. Đấy, bây giờ mà ra được một Feather nữa nhá. Và tôi cũng nói luôn là con Feather đấy nó sẽ là con Feather 5 đô. Nó sẽ là con Squire. Thì tôi sẽ up 10 luôn. Tôi cũng không có ham hố á. Ham hố roll ở 9 á. Gấu à. Rồi. Rồi rồi, được quá nhờ. Cây lên 3 cái đá. Ok. Rồi. Đấy, full 2 sao rồi anh em. Full 2 sao có tăng cơ 3 sao, rất ổn. Tôi sẽ roll cái con cung đen 3 sao anh em nhá. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ ở 9 nhưng mà tôi chưa ra được cái con Squire, tôi vẫn ở 9 thôi. Còn ra Squire thì tôi sẽ lên 10. Rồi, lấy cái hút máu trừ giáp phát đá. Thằng nào cũng phải lấy. Rồi. Đồ còn lại thì dồn nó sai lần nó. Để đấy tí nữa có món đồ nào thì ghép thôi, ghép sau anh em ạ. Đấy là Vũ Tử Tế ra ca lông này. Đấy, những cái vấn đề anh em thấy không? Cái đội hình này nó đủ bộ, nó mạnh ấy chứ. Nó đâu có yếu đâu. Đấy, cây 3 sao rất trâu nhá. Cây 3 sao ở trong bộ Feather rất trâu ấy. Đấy, anh em thấy không? Xanh như nào, lên 10 luôn rồi kìa. Nhưng vẫn thua cơ. Hay quá. Ui rồi. Được đấy nhờ. Đấy, nhưng mà chưa có con kích hoạt bộ đuôi. Thiếu Unicorn. Cho xin Unicorn nào. Rồi thôi từ từ anh em, 50 tiền á, 50 tiền, từ từ bình tĩnh. Phải có 50 tiền để roll 3 sao mà. Không vội anh em nhá. Chuyện này cứ đánh từ tốn thôi. Đến tầm này bây giờ cũng ngon rồi. Mất chuỗi kệ thôi anh em nhá. Cái vấn đề là nó phải form được cái đội hình mạnh ở lên game ấy để chơi được bọn kia. Đấy, chứ còn bọn Live bây giờ nó lên 11 rồi đấy. Chồng đã thấy mẹ hoảng luôn. Cái thằng Vũ Tử Tế tôi nhìn đến bây giờ đã lên 11 rồi. May quá gặp nó sớm anh em ạ. Ui rồi nhưng mà gặp thằng này cũng mạnh anh em ơi. 6 clan kẹp rồng. Ui chết rồi, có mất chuỗi không nhờ? Thôi xong rồi, cái con cung đen nó bị bớ vào rồi kìa. Ăn được không? Cây sống đi. Ui không được rồi, cây chết có nghĩa là mất chuỗi. Thôi xong rồi. Ôi thì cố gắng giết lốt con này, giết lốt. Ui cũng chả giết lốt được. Cay thật. Mất 8 máu á. Mất cả chuối cho cái thằng Lai nữa chứ. Cái thằng Mạnh. Gặp ngay thằng Mạnh. Đây rồi, hay quá. Cây lên được 3 sao. Rồi ok, thôi được rồi. Bán mấy con này đi thôi. Rồi, một tiếp nào. À đây rồi, Squire rồi anh em ơi. Lên 10 luôn. Lên 10 luôn. À từ từ. Rao sau anh em. Rao này, rao 28. Không vội. 29 nha anh em nhá, đúng bài. 29 đến 10. Chuẩn tiến độ á. Chuẩn tiến độ 29 đến 10, không vội anh em ạ. 1 là rao 29 đến 10, 2 là rao 26 đến 10, 3 là rao 35 đến 10. Cứ thế mà tính nha anh em nhá. Còn không lên những cái rao lẻ. Ok. Ốc 3 với chúng tôi ở... Ui, vẫn ăn được à? Có ăn được không? Không, tôi nghĩ là không ăn được đâu. Nói thế thôi chứ Assassin giờ nó mạnh hả? Rồi, tầm này bắt đầu mất nhiều máu đấy. Rồi, lên 10 luôn anh em ạ. 29 rồi. Tầm này mất nhiều máu rồi anh em. Cho 6 Feather vào đã. Để cho nó câu kéo nhiều thời gian đã. Vừa nãy là 3 Feather 6 Hunter thì còn sợ Assassin nha anh em nhá. Chứ còn bây giờ lên được 10 là kẹp 6 Feather kết hợp với cả 6 Hunter thì không sợ nữa đâu. Tầm này lại không sợ Assassin nữa đâu. Đấy, bởi vì hiệu ứng là né tránh là tất cả đội hình thì nó khác. Nó khác với việc, cả cái việc là chỉ né tránh được những cái con Feather. Đấy, bây giờ là toàn bộ là Hunter, dàn Hunter của tôi đã được bảo vệ bởi cái tộc Feather rồi. Có cơ hội oánh trượt. Đấy chính là cái lúc mà tôi thể hiện cái sức mạnh của cái bộ Hunter. Đấy chính là gây đam to. Chỉ còn thiếu cái việc là tăng cơ thôi. Thì bây giờ cái bộ Feather này nó sẽ đóng vai trò là tăng cơ. Ok chưa? Ui rồi anh em nhìn kìa, lên được 11 với chúng tôi. Lên 11 này. Ơi giời, lên 11 đi. Khỏe chưa? Anh em nhìn thấy không? 6 Clyde vẫn bị đấm. À mà cái trận đấu này là tôi cũng nói luôn là đây nó cũng là cái clip mà để coi như là giới thiệu cho các anh em mà có những cái câu hỏi liên quan đến cái việc làm thế nào để counter bộ Clyde nhá anh em nhá. Đấy, thì đây nó là một công đôi việc luôn. Đấy, một mũi tên trúng 2 con chim. Thứ nhất là tôi trả kèo anh em Trần Mạnh. Đấy, chơi 6 Hunter kết hợp với cả 6 Feather. Còn cái thứ hai đó chính là tôi trả lời cho anh em biết là làm nào để đấm cái bọn này. Hợp lý đúng không anh em? Quá hợp lý. Rồi. Mặc dù là thôi tôi chỉ nói thế thôi chứ anh em đừng làm theo nhá anh em nhá. Anh em làm theo toang đấy. Bộ này không phải là cái bộ chơi được đâu. Bộ này chơi là cũng phải biết chơi đấy, chứ không phải chơi được đâu, không phải ai cũng chơi được đâu. Đấy, chơi xong rồi toang thì đừng có bảo tôi nhá, đừng có bảo tôi dạy hư anh em. Cái bộ này là cái bộ nó bị ao với ta rồi anh em ạ. Đấy, không phải ai cũng chơi được nha anh em nhá. Rồi, ok. Tuy nhiên là vẫn có thể đấm được. Còn nếu mà anh em muốn chơi Hunter, 6 Hunter kết hợp với một cái gì đấy thì tôi khuyên anh em là lên chơi là 6 Hunter kết hợp với cả 6 Ego Seed. Được chưa? Ok chưa? Rồi. Hoặc là 6 Hunter kết hợp với cả 4 bit là bộ bí kỹ của tôi. Đấy. Anh em có thể là lựa chọn cái bộ đấy. Rồi ok. Trong cái trận đấu này thì nó không có độ cam. Quá đen. Thế nên là tôi quyết định là tôi lấy cái viên RO để tôi tăng cái sức khống chế lên vậy. Đấy, bởi vì là nếu mà càng câu kéo thời gian thì càng gây được nhiều đam thôi. Mặc dù tôi biết là cái RO ấy mà vứt cho con Siren này thì nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Ngày xưa ấy, ngày trước thì hiệu quả là nó được 2 lần, gọi là 2 lần đóng đá theo đúng nghĩa đấy. Còn bây giờ 2 lần đóng đá của nó là nó bị trùng nhau anh em ạ. Tức là nó chỉ kéo dài cái lần đóng đá ra nó khoảng thêm được 1-2 giây thôi. Đấy, ngày trước thì nó đúng 4 giây cộng 4 giây là 8 giây. Anh em thấy không? Bây giờ thực ra cái đóng đá nó chỉ dài hơn được khoảng 2 giây thôi. Bởi vì cái ngọc reset bây giờ ấy là anh em biết tại sao? Cái ngọc reset bây giờ nó reset luôn là nó đầy mana luôn để tung trưởng luôn. Còn như ngày trước ấy là cái ngọc reset ấy thì sau khi anh em bắn xong ấy, anh em vào anh em hóa được đá xong ấy thì phải bắn thêm một vài phát nữa anh em mới hóa đá tiếp. Chính cái khoảng thời gian đấy nó sẽ khiến cho cái stun nó được chồng đấy, cái khống chế chồng lên nhau thì nó kéo dài 8 giây nhưng bây giờ nó chỉ kéo dài được thêm khoảng 1 đến 2 giây thôi. Chứ nó không dài như ngày trước. Cái RO nó không dài như ngày trước anh em ạ. Đấy, nhưng mà không có đồ thì thôi phải lấy thôi. Có đồ đâu. Ra vừa rồi không có đồ. Đấy, nhưng mà anh em thấy là tôi bây giờ tôi vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Ôi rồi đối thủ nhìn thấy thằng sát thủ, anh em thấy cái quả vừa rồi là tôi còn chưa kịp nói đâu. Đấy, cái quả vừa rồi là tôi có một cái xếp bài nó hơi bị đỉnh luôn. Đấy, anh em có thể tua lại nhá, làm nhìn quả tôi counter thằng sát thủ. Tôi tính toán ra rồi tôi gặp thằng sát thủ đầu tiên nó đi luôn. Đấy, nhưng mà anh em sẽ không để ý cái rau đấy đâu bởi vì lúc đấy tôi không nói. Đấy, tôi lại cứ lẳng lặng tôi chơi thôi. Và đến cái đoạn này thì được rồi, tôi lại bắt đầu counter những cái thằng này, anh em thấy không? Đấy, counter rất hiệu quả luôn và tôi thấy là cái round này là tôi ăn được rồi đấy. Ok, úi rồi cắt chuối luôn. Mà có khi đi luôn đấy. Vớ vẩn đi luôn này. À không không, một thằng đi thôi, thằng Vũ thực tế đi rồi kìa. Thằng này chắc chưa đi. Còn 4 máu anh em ơi, cắt chuối còn 4 máu. Anh em thấy không? Cao. Đấy, cao không? Tôi mua bằng ca lông nhá, không cho nó mua ca lông. Đấy, tránh cái trường hợp mà nó ra ca lông 2 sao thì nó lại đấm tôi như con luôn anh em ạ. Đấy, nên là tôi ôm ngay. À. Ok. Đây. Đồ dồn cho Siren nó. Rồi, con tiếp nào. Live Blade Line 3 sao à? Ờ, cũng được. Rồi, ok. Rồi, round này thả cho nó một round đi. Round sau rồi xả tiền nha anh em nhá. Round này không kịp xả anh em ạ. Xả thì sẽ không kịp xếp bài. Nên là tôi sẽ phải có thời gian tôi xem là nó có xếp bài, nó có đảo yếc gì không. Không thấy đảo, thôi được rồi. Thế là ok, vẫn giữ nguyên đội hình. Vừa lấy thắng thì bây giờ vẫn thắng thôi. Không khác gì đâu anh em. Ok chưa? Trời. Được quá nhờ, câu kéo nhiều thời gian quá. Ui rồi trúng tên thỏ rồi. Xong rồi bạn ơi, round này đi rồi. Ui rồi tôi còn chưa kịp dùng 50 tiền kia. Tuấn 50 sen quay trở lại à? À. Ui rồi anh em thấy không? Mạnh không? Đấy, anh em thấy chưa? Đội hình nào vào tay tôi cũng mạnh thôi. Anh em biết cách counter glide rồi đấy. Được không anh em? Nếu anh em thấy được thì anh em hãy like nhá. Đấy, còn anh em có thể ấn nút đăng ký để xem thêm các clip khác của tôi. Đấy, toàn những cái clip mà nói chung là một cái người mà bị viêm họng, viêm phế quản như tôi. Đấy, rất là hay ho. Rất là hay ho nhá. Đấy, còn nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái bộ cũng là 6 Hunter đấy. Nhưng mà 6 Hunter kết hợp với cả beat cơ nhá. Một cái bộ siêu bí kí của tôi. Chơi anh em, nói chung là anh em xem cái clip đấy thì tôi đảm bảo với anh em luôn là cực kỳ uy tín nha anh em nhá. Line up cực kỳ uy tín, rất dễ để đo rank và rất dễ để anh em có thể chơi giải nhá. Anh em thi đấu giải, anh em có thể vận dụng vào trong giải được đấy nhá. Ok. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái tên lửa Tomahawk siêu thanh nó khỏe đến cái mức độ như nào nha anh em nhá. Kinh khủng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.